xem em thì mình chấm 1 chấm cho em thấy ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục dành cho những cái phần quà cho chị nào mà chia sẻ livestream ở nhiều hội nhóm nhất. Hôm nay là sẽ có 5 set tắm trắng miễn phí cho 5 chị nào mà chia sẻ livestream nhiều hội nhóm nha. Em lau tí cho nó sáng. Rồi, chị nào mình coi em chưa ta, mình comment giùm em 1 chấm để em thấy các chị nha.